xã An Diễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, từ đó đến nay, xã An Viễn luôn giữ vững các tiêu chí đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đến nay, tỷ lệ hộ dân trong xã sử dụng điện đạt 100%, 100% số trường học đạt chuẩn quốc gia, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho nông thôn mới đạt 352 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 14%. Như vậy, tính đến nay, Trảng Bom đã có 4 xã gồm Đông Hòa, Tây Hòa, An Viễn và Đồi 61 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.